Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng bà con đang theo dõi chuyên mục nông thôn mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, cùng với cả nước, sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới thì các xã huyện tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ. Nông thôn mới phải gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần đó, các địa phương tại Tây Nguyên nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã và đang triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền xã Liên Hà, huyện Lâm Hà tiếp tục xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình, nhằm đưa Liên Hà sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Với quan điểm chậm mà chắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hà đang triển khai nhiều giải pháp hướng đến đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để người dân hiểu rõ nông thôn mới là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục, địa phương này đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Nhiều phong trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn được triển khai như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau làm giàu. Thu nhập bình quân của đầu người Liên Hà năm ngoái là đạt được 52 triệu đồng trên người một năm. Và dự kiến năm nay là đạt 65 triệu đồng trên người một năm. Nhưng với cái giá cả hàng nông sản hiện nay thì khả năng là sẽ đạt vượt cái kế hoạch đề ra. Trong suốt quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương xác định người dân luôn là chủ thể quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó mà xã Liên Hà đã chú trọng hỗ trợ bà con chuyển đổi một số diện tích cà phê năng suất thấp sang trồng rau hoa, cây ăn trái, trồng dâu nuôi tằm. Từ đó giúp nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Gia đình anh Siêu Múp Hà Cù ở thôn Đạ Dâng, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà là một trong những hộ được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn, kỹ thuật và con giống để thực hiện mô hình chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. Anh Siêu Múp Hà Cù cho biết, trồng dâu nuôi tằm không đòi hỏi quá nhiều về diện tích đất sản xuất, công sức bỏ ra cũng nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện và tập quán canh tác của gia đình. Trồng dâu nuôi tằm không những giúp gia đình có thu nhập ổn định mà từng bước góp phần cải thiện đời sống của gia đình anh và bà con nơi đây. Tôi trồng dâu là 3 sào, mỗi tháng là đi mình nuôi một lần. Một lần là cứ mỗi lần là một hộp chẳng hạn, hoặc là một hộp hai là 7-8 gram gì đó, là tùy theo nhiều lá dâu. Mình thu nhập là nó ổn hơn so với mình đi làm thuê đấy, mình đi làm công cho người ta. Mình trồng dâu nuôi tầm nó thu nhập được hơn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao từ đầu năm 2023 đến nay, với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, nhân dân xã Liên Hà và nhà nước đã thực hiện được hơn 30 công trình đường bê tông, duy tu, sửa chữa gần 70 km đường thôn xóm. Ngoài ra, địa phương còn phát triển thêm được 3 hợp tác xã và tổ hợp tác trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Liên Hà chỉ còn dưới 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nên diện mạo nông thôn xã Liên Hà đang từng ngày thay da đổi thịt và kỳ vọng sớm cán đích nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình vào cuối năm 2023. Làng ăn nên cũng đã lái đò lên lột rất là khó khăn. Chúng tôi được chính quyền địa phương phát động làm đường thì rất đồng tình ủng hộ. Bà con đóng góp công sức để làm đường. Giờ đường làm đẹp rồi, mua bán, vận chuyển nông sản thuận tiện, không còn khó khăn như trước. Các cấp đảng rất quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối Liên Hà thì về đích nông thôn mới năm cuối năm 2019, nhưng với cái thành tích kết quả của đạt được của năm 2022, thì huyện đã xây dựng kế hoạch năm 2023 là mục tiêu là xã Liên Hà hoàn thành về đích xã nông thôn mới nâng cao. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Bởi từ chủ trương này đã tăng doanh thu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng
đạt bình quân 430 triệu đồng trên 1 hecta. Sản xuất rau ứng dụng công nghệ IoT đạt trên 2 tỷ đồng trên 1 hecta một năm. Trồng hoa ứng dụng công nghệ IoT đạt từ 3 đến 8 tỷ đồng trên 1 hecta một năm. Vì thế, việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sẽ góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương này. Tập trung quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công cao để nâng cấp nông dân. Hướng thứ hai là cái thực hiện về cái thu hút đầu tư vào những cái điểm quy hoạch. Và vấn đề thứ ba là quy hoạch những cái khu tập trung để cho các doanh nghiệp thuê đất lại để phát triển nông nghiệp công cao. Xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017 và cũng đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là tiền đề quan trọng giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững, nên chính quyền địa phương đã và đang tạo điều kiện khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng rau hoa công nghệ cao trong nhà lồng, nhà kính. Nhờ chuyển đổi hơn 4 sào đất trồng cà phê sang trồng rau ứng dụng công nghệ cao mà cuộc sống của gia đình chị Lơ Mu Karin đã tốt hơn trước rất nhiều. Từ một hộ khó khăn ở xã, giờ đây chị đã vươn lên thành hộ khá giả tại địa phương nhờ trồng rau công nghệ cao. Bên cạnh sản xuất rau, chị còn thu mua rau của bà con bán cho thương lái để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Trước đây gia đình chỉ biết trồng cà phê, nhưng thu nhập rất thấp, nhiều lúc không đủ ăn và cho con cái đi học. Từ khi được định hướng chuyển đổi sang trồng rau, áp dụng công nghệ cao, giờ có nguồn thu nhập ổn định và thoát được nghèo. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nên sự chuyển biến tích cực tại xã có hơn 85% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia được vận dụng đầu tư, lồng ghép để nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, huy động sức dân, chung tay đóng góp cho nông nghiệp, nông thôn, đã giúp cho bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên từng ngày. Đường về trung tâm xã Đạ Sa đã được thảm nhựa, hệ thống đường liên thôn được bê tông hóa. Có được những thành quả đó, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước là sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia hiến đất làm đường giao thông. Đây là tuyến đường đi qua trung tâm xã Đạ Sa, rộng 12 mét, để xây dựng tuyến đường dài 1,1 km với tổng số tiền 40 tỷ đồng, thì 142 hộ dân hai bên đường đã đồng thuận hiến 15.000 mét vuông đất với trị giá 21 tỷ đồng để cùng nhà nước làm đường. Gia đình tôi hiến đất để làm đường giao thông đi lại cho thuận tiện. Giờ bà con chúng tôi có đường bê tông, đường nhựa để đi, vui lắm và phấn khởi lắm. Cũng chính nhờ sự đồng thuận cao như vậy của bà con mà tính đến tháng 8 năm 2023, tổng số tiêu chí xã Đạ Sa đã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 8 trên 19 tiêu chí. Số tiêu chí cơ bản đạt là 8 trên 19 tiêu chí. Hiện địa phương này chỉ còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là thu nhập, y tế và môi trường. Xã Đạ Sa phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Đạ Sa về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017 và phấn đấu là về đạt chuẩn nông thôn mới là phải cuối năm 2023. Và trên tinh thần hướng dẫn của cấp trên thì cũng tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của Hội đồng dân và có cái triển khai cụ thể theo các cái hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo là tất cả các nguồn vốn đều được người dân là hưởng lợi. Trong số các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí thu nhập luôn được các địa phương quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ đạo, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cũng cần có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Nguồn tín dụng ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ có nhu cầu vay vốn, đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến cuối năm 2022 còn 5,65%. 95,8% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chương trình nước sạch, hợp vệ sinh. Tín dụng chính sách xã hội cùng với các chương trình tín dụng khác đã góp phần giúp cho 74 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 107 trên 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 77 triệu đồng, xếp thứ 23 trên 63 tỉnh thành cả nước. Tỉnh Lâm Đồng có 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng, huyện Đạ Tẻ, huyện Cát Tiên và Lâm Hà. Hai thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với kết quả này, tỉnh Lâm Đồng được Trung ương đánh giá là địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào là phát triển cơ sở hạ tầng, rồi vào công tác xóa đói giảm nghèo để mà từ đó nâng cao cái chất lượng của các tiêu chí để mà phấn đấu thành từng bước để thành huyện các xã đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, và huyện cũng từng bước để nâng lên là cái huyện nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trở thành tỉnh trong nhóm khá của cả nước về thực hiện xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu đến hết năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 42,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 15,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 100% số đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, chính quyền tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát huy lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Thưa quý vị và bà con, với những thành quả đã có cũng như những định hướng giải pháp tích cực đang được tỉnh Lâm Đồng triển khai trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, hy vọng rằng địa phương này sớm hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong tổng thể kế hoạch về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Và kết quả đó sẽ đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục nông thôn mới ngày hôm nay của Đài Truyền Việt Nam đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình tiếp theo.